Leon này, chào mấy bác nha. Em vừa hoàn thành một con Mitsu T170 ba lô nha. Và đặc biệt rất là mới. Mọi người nghe tiếng nổ của nó này, nó nổ từng tiếng luôn. Cần rất là mới nha. Đây. Coi bộ cần này. Dễ mà nè. Cần con này là cần của con T180 bỏ ra. Là em vô con T170. Đây. Đây. Còn bộ khung này chỉ có một cái bộ cần này là của con T180 này. Còn cò ga là em đã lên cò ga này này cho nó tiện, có 10.000 15.000 một cái thôi. Mọi người coi theo cách này để mà học hỏi để mà làm này. Thấy không? Là hay. Thì do em để ngửa lên này. Đấy, chứ còn đúng ra đi làm như thế này đây. Đấy, thấy chưa? Nó xoay được mà. Nó xoay, nó có khớp xoay cả, hai ba khớp xoay luôn. Đấy, thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Đấy, cần mới lắm. Của con T180 ném ra. Nổ từng tiếng, đã lên ga ngang luôn nha. Đã lên ga ngang luôn. Đấy, mọi người nhìn con máy này. Báo VIP luôn. Rất là đẹp, T170. Rồi thì con này em làm cho một anh khách nợ lâu lắm rồi, anh Trọng Tấn này, Tấn Trọng gì vậy? Ở con Tâm hay ở đâu này, quên rồi. Thì nếu như anh coi được video này, chồng em gửi video, nếu như anh coi được thì em bán cho anh. Có nghĩa là anh cảm thấy hài lòng. Thì con này đúng ra nếu như bên em bán ra là giá khoảng 1.8-1.9 đó. Nhưng mà em và anh khách này thì do hôm lâu kêu anh là để chế thẳng. Nhưng mà em tiện, em đang làm phíp này. Em làm cho anh, em lên ga ngang luôn. Về xài cho sướng, dễ dùng. Và nó nhẹ. Đó, rất là dễ dùng. Thì lên ga ngang này lẽ ra là nó đắt hơn nhiều. Nhưng mà thôi, em vẫn tính vậy thôi. Đúng, điện thoại mờ. Đây. Đẹp lắm. Nói chung là bao đẹp. Điện thoại cho mờ ta. Rồi, ok, vừa xong nha anh nha. Lên đâu vào đó đấu cò ga rồi, cò đồ lúc tung đầy đủ như thế này. Thì nếu như anh này không chốt được thì em bán cho mọi người, vậy thôi. Thì cứ anh nào nhanh thì em bán cho anh đó. Nhưng mà em vẫn phải alo cho anh này cuộc. Và đặc biệt một cái nữa này, cái cần này này. Đấy, nó rất là nhỏ, thấy chưa? Nó rất là nhỏ gọn. Đấy, nên là thành ra nó rất là dẻo. Mọi người về là làm nó cơ động lắm, thấy chưa? Nó rất là dẻo này. Nó dẻo ghê lắm, nó cơ động cực kỳ luôn. Đấy. Những cái bát, cái đồ của nó rất là cơ động này. Nó có tháo ráp nhanh ở đây luôn này. Và đây có một khớp để tháo ráp nhanh nữa này. Má, đúng cái cần đúng đi bài luôn, khỏi chê. Rồi, lại cái phát nữa này. Dịch nổ à. Nổ từng tiếng. Rồi, ok, bây giờ em sẽ đăng lên và gọi khách vô coi. Được là em gửi cho khách nha. Đẹp lắm. Rồi, ok.